Rồi tới công chuyện này. Sau đây chương trình chúng tôi xin được phép bắt đầu. Thấy con đẹp không? Con xem đẹp. Trời ơi, chú nghĩ sao chú nói con xem đẹp vậy? Con là hot girl của lớp. Ánh đèn sân khấu mỗi đêm dần mở ra tiếng vỗ tay của khán giả. Thì đây chính là lúc một vở kịch bắt đầu. Thu Trang của những ngày đầu đến với sân khấu kịch là cô gái có vóc dáng nhỏ bé nhưng đầy kiêu hãnh khi được đứng tại đây, diễn tại đây. Có nhiều khán giả đã yêu thương và đặt cho chị một cái danh xưng là Hoa hậu làng hài. Chị đã không ngần ngại biến đổi bản thân một cách uyển chuyển sao cho phù hợp với nhân vật và thị hiếu người xem, đa dạng mình trong từng cách diễn xuất và thử thách ở nhiều thể loại khác nhau. Thu Trang trong lòng công chúng đã là một ngôi sao hạng A. Tuy vậy, thứ hạng cũng chỉ là những thứ chúng ta truyền miệng, ngầm hiểu, ngầm định. Trời ơi, chưa kịp cảm nhận, cảm thụ được nhân vật luôn, là hết giai rồi. Nhưng bạn có biết không, chị sẽ luôn ưu tiên chăm chút cho ekip của mình trước nhất. Chị lo cho đoàn ăn chưa no, nghỉ chưa kịp đủ, thời tiết hay bối cảnh gặp khó khăn. Chị luôn đặt lợi ích chung lớn hơn bao giờ hết. Chị quan tâm từng điều nhỏ nhặt nhất. Chị khó nhất khi duyệt sản phẩm. Chị trân quý những món quà dù là nhỏ nhất của fan, của đồng nghiệp. 5 bộ phim điện ảnh với hàng chục web drama, sitcom, game show được chị tâm huyết đưa tới khán giả. Mỗi tác phẩm đều được chị trau chuốt, cân nhắc, thậm chí là khắt khe từ những khâu lựa chọn kịch bản, lựa chọn diễn viên cho từng vai diễn hay đến màu phim có phù hợp hay không. Đã có những lần chúng tôi phải chật vật theo những quyết định dứt khoát mà táo bạo của chị. Khoảnh khắc đó, chị biết làm theo cho đến khi kết quả ngọt chạm tới. Nhìn lại mới thấy những quyết định của chị khi ấy là không sai một chút nào. Xin được chúc mừng nữ diễn viên vai chính xuất sắc phim truyền điện ảnh, diễn viên Thu Trang, vai nhóc phim con nhóc bất ngờ. Dạ, lời đầu tiên thì cho Trang xin cảm ơn ban tổ chức giải cánh diều vàng, cảm ơn quý vị hội đồng giám khảo chấm thi
đã cho em có vinh dự ngày hôm nay đứng trên sân khấu này. Em xin cảm ơn ekip của bộ phim Con Nhóc Móc Chồng, anh đạo diễn Vũ Ngọc Đảng, ekip biên kịch, diễn viên và các bộ phận còn lại đã giúp cho bộ phim được khán giả yêu thích, cũng như là ngày hôm nay em đứng ở trên này nhận cái giải thưởng rất là danh giá. Và em xin cảm ơn ạ. Giải thưởng đã một lần nữa cho thấy sự yêu thương của khán giả đã dành cho Thu Trang trong suốt thời gian hoạt động nghệ thuật gần 18 năm. Từng bước, chị cố gắng nỗ lực để đạt được những quả ngọt như ngày hôm nay. Chủ tịch Thu Trang đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người về sự kiên trì, bền bỉ theo đuổi ước mơ, mục tiêu ấp ủ trong suốt thời gian dài. Chị mở ra rồi chị sẽ mở ra. Dạ. Chị 13. Đúng không? Trời ơi, sao mắc được tôi. Mẹ Mưa. Chị Nắng. À, nghề siêu dễ. Chị có nhớ cái bộ đồ đó của ai bộ? À, Hoàng Vũ Sư. Đây, bộ đồ nhảy của Hoàng Vũ Sư. Trời ơi, mấy cái nhân vật này nằm trong lòng bàn tay. Đố khó khó đi mấy đứa ơi. Trời đất ơi, đố khó khó đi mà đưa để thẳng vậy luôn mẹ. Rồi sao đó? Vậy nhớ cái mũi đó của ai? Quanh Thái Hòa. Thái Hòa là... Đúng rồi. Dạ. Cái bộ đồ này đó. Bộ đồ này là lúc của nhóm bác sĩ Hoa Cua Mạnh. Dạ. Đó. Đây, bộ đồ này bận vô Qua Cua Mạnh một đêm xỉn qua hậu môn. Dạ rồi. Hello Trinh, à, khỏe không? Anh đứng ngoài đó nãy giờ cũng bút lắm. Này, đây. Món quà của mẹ anh. Món quà của mẹ anh. Nhân dịp sinh nhật em. Nhân dịp sinh nhật em. Chúc cho em. Chúc cho em. Lên lương cho tất cả mọi người. Lên lương cho tất cả mọi người. Sinh nhật của em. Sẽ không lấy lương 3 tháng. Yeah! Dám nói nữa. Sẽ không lấy lương 1 tháng, nhưng lấy lương 3 tháng. Rồi, cảm ơn mấy em rất là nhiều. Ngờ quá, mấy đứa làm bất ngờ. Kiểu là mấy đứa diễn xuất với lại anh với lại chị đồ này kia, giống như là anh với chị không biết gì hết. Mà cái khó nhất của anh chị là phải diễn xuất chứ tôi là không biết gì hết. Ủa, này bắt nghe em thiệt hay giả vậy? Thiệt đó hả? Thiệt mà làm đẹp cái gì? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng. Họ phát hồn như nó có cướp. Cướp. Cứ đặt bắt vô bài nào rồi. Đi, 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 đi. Đi, đi, đi. Đi, đi, đi. Nó 3 tháng nó xin mở luôn rồi. Dù kìa. Đặt, đặt, đặt. Việt Nam phát hành công ty của Trang trân trọng giới thiệu.
nếu như anh chị thành tâm muốn biết thì chúng tôi rất sẵn sàng trả lời để đề phòng thế giới bị phá hoại, để bảo vệ nền hòa bình thế giới. Chúng tôi đã nhận được nhân vật phòng kế toán đầy là ai và hay nó con người của ai ạ? Ai hay con người ạ? Cái đó tụi nó tự ảo thôi. Chúc chị tụi mới nhiều sức khỏe, mọi ước mơ đều thành sự thật. Hẹn gặp chị ở phương Tây năm sau chị nhé. Đúng con gái, cảm ơn phòng kế toán nào, phòng kế toán nào. Cái gì đó.